Oh, you made. Oh, you got it. Oh, wow. Oh, đúng rồi, cá mập. It's got no teeth. It's got white but those things. Cá mập nhỏ. Hồ nhỏ có được bắt không? Được. Được mà cái loại này ăn cần ấy đi mà ăn cá con. Này cá mập. Ôi. Nó gọi là cá mập gì ấy? Nhỏ. Nó sẽ trưởng to đó. À, hai cái cần nó bị mắc với nhau nhưng mà chỉ có một cần. Một cần dính. Một cần dính. Con này thấy là nó dính cái này thôi mà nó xạo á, nó móc vô cần kia luôn. Còn đây kia như là cái cần này là dính này. Cá họ nhà cá mập gì? It's not bad either. Cá mập. I swallow it. No, there it is. Cá mập gì? Thôi thôi. Cũng đâu nhỏ đâu. Cũng mấy ký. Thôi để yên chị ra đây mày. I have a fish. So? I have a fish. It's a fish. Sorry. Con này ăn được không ta? Ăn được. They're saying it can be even bigger than this, so it's not a full grown size. Nice. Con này ăn nó ngon không ta? Chắc là ngon. Anh ăn thử chưa? Chưa, nhưng mà nhìn cái thịt đó chắc mà. Này nó ăn toàn cá à, nên nó muốn diệt tiền. Chắc nó nhỏ quá hả? Không phải, không phải dòng cá mà họ ăn. To ghê.